ngập ngụy trong khói bom đặc và nóng sọc vào phổi sặc sụa kiên như điên lên không còn chút nương tay miệng anh áp chặt như cắn vào gái phương mười ngón tay nổi gân ngập lúc vào da thịt nàng xoắn chắc vào nhau số mạng của hai đứa một con người khác một con người máu me ù đặc lì lợm vô tri giác một con người chết chóc đang hung hãn hồng học thở trong kiên chứ không còn là chính bản thân anh nữa bất ngờ một cột lửa vọt lên giữa sóng lưng đoàn tàu bị tiện đôi đoàn tàu rời khúc ra cái đầu máy còn sống với mấy toa bên trên vùng dứt khỏi loạt toa phía sau đang rừng rực cháy tăng tốc độ trường lướt lên lao xuyên qua khói bom liệu rằng cái toa hồi đêm cái toa ấy với người đàn ông lực lưỡng bị đánh chết ngất ấy có ở trong số những toa may mắn được đầu máy kéo thoát khỏi vùng lốc lửa kia hay không hay là bị rớt lại điều đó kiên chẳng thể nào biết được giữa biển điên rồ những tiếng gầm tiếng nổ khói đặc và lửa táp không thể trông thấy rõ rệt một cái gì mà cũng chẳng có thì giờ dù chỉ nửa tích tắc để chạnh nghĩ đến cái mạng sống của ai đấy bởi vì không còn gì nữa cả trong cái thế giới kinh khủng bị bóp nghẹt, bị nén lại đến hết mức này. Không có ánh mặt trời, không có không khí, hơi thở, không còn con người, lòng nhân, tình trắc ẩn. Quả bom cuối cùng dập tắt mọi tiếng nổ. Bầu trời như thình lình sập cửa đánh sầm một cái, rồi hững đi, lặng phát. Kiên loạn choạng đỡ Phương lên. Sức lực ở đâu ra chẳng biết. Anh cổng Phương chạy siêu siêu đảo đảo được một đoạn, tránh khỏi vùng bị hơi lửa từ các toa tàu rực cháy nung đỏ. Rồi hai đứa biếu vào nhau, chuyện choạn dìu nhau, lặn lội trong khói, tìm lối thoát ra ngoài ga. Cứ ra khỏi ga cái đã, sau đó đi đâu thì không cần biết. Quanh ga cũng ngục lửa, tanh bành, trụi nát khói đặc trôi là là trong không gian tuồng như hoang vắng rời rạc tiếng kêu cứu và rải rác những thân hình sóng sượt thấp thoáng những cái lưng đang rạp xuống chạy kiên không thấy sợ chỉ cảm thấy tâm trạng mình sao mà cứ cứng nhắc như hóa đá những tư thế khác nhau của các xác chết bên đường có vẻ như đã hoàn toàn quen mắt đối với anh không có gì đáng phải kêu lên phải la lên phải làm om sòm lên. Định Bảo Phương ngồi xuống nghỉ tạm ở bậc tâm cấp còn sót lại của một thềm nhà nát bét, thì anh nông thấy một chiếc xe đạp nằm vứt bên đường. Kiên nhấc xe lên. Một chiếc phượng hoàng đã cũ, nhưng còn lành nguyên một cách kỳ quái. Hai lớp vẫn căng, xích líp, tê đan, ghi đông chẳng hề sức sát, và vẫn còn phanh, cả chuông nữa một cái xà cột màu đen căn phòng hoàng chéo ở cửa phút. Người chủ chiếc xe kiên đoán có lẽ là một trong mấy cái xác nằm sấp nằm ngửa quanh đây, thân thể sạm đen, bị bom phát quang lột hết quần áo mũ mãn. Kiên ngồi lên yên, kín con mấy tiếng chuông, rồi thông thả đạp. Từ nãy đến giờ, Phương chẳng nói lấy một lời, lẳng lặng đi theo kiên chẳng hề cưỡng lại bây giờ cũng thế chẳng nói chẳng hỏi gì mềm mại nàng ngồi nhanh lên phía sau xe rất nhẹ hệt như là những ngày hai đứa đèo nhau đi học hai bên đường nhà cháy nhà đổ ngổn ngang cây cối cột điện bị vặn gãy kiên ngoan ngoèo tránh đôi chỗ mặt đường bị hố bom nuốt chửng phải dắt Xong anh vẫn để Phương ngồi trên xe, đẩy đi. Anh chợt nhớ tới tối hôm qua. Mới chỉ tối qua thôi, anh còn chở nàng trên xích lô, thông dong trên đường ngang qua đuôi cá. Chưa trọn nửa ngày đêm. Một cuộc tiễn đưa nhau mới lạ lùng chứ. Anh nghĩ. Trên không lại ầm ì máy bay. Văng vẳng tiếng kẹn báo động. Đoạn này đã cách nhà ga và cũng đã ngoài thị xã đường quang. Kiên dừng xe lại bên một hầm chữ A đắp nổi ở vệ đường. Dưới chân rung nảy, cao xạ hàm rồng dập đều một loạt. Kiên thả đổ chiếc xe ra đường, quàng ngang lưng phương đỡ nàng đi tới. Ngồi xuống trước cửa hầm, dọc đường người ta vẫn đi. Chỉ có một số ít dừng lại bên các căn hầm và các hố cá nhân. Bom nổ chuyển đất, không gần nhưng cũng không xa. Lúc này mặt trời lên đã khá cao, thinh không chói nắng. Những người đang đi trên đường chẳng ai nhìn lên bầu trời nảy lửa, cũng chẳng ai buồn nhìn sang kiên và phương. Hai kẻ vừa thoát chết mà bộ dạng tan thương tơi tả chắc chắn phải gây chú ý trong hoàn cảnh khác. Nhưng ở đây, trong hoàn cảnh này, tai họa đã bảo hòa lòng người tâm trạng là một cái gì như thể bằng đất một lát có một ông già chống gậy vai đeo bị cói đi ngang qua dừng lại bên hầm hỏi xin cơm kiên lắc đầu ông già bảo nhà ông ở cửa ga nhưng cháy rồi người thân và hàng xóm chết hết chẳng nhà chẳng tiền chẳng gạo chẳng con cháu chẳng biết trời để ông sống làm gì bây giờ ông phải đi đến rừng thông ở nương một người bà con chẳng biết có lê nổi tới đó hay không cũng chẳng biết người bà con ấy có còn sống hay không và ông bảo rồi chúng ta sẽ chết tất cả kiên im lặng ngồi nghe chẳng nói gì cả cả phương cũng thế ông già khàn khàn nói một mình lúc lắc mái đầu bạc rồi bỏ đi vừa đi vừa nói còn kiên và phương thì cứ ngồi lặng đi như vậy tình cảm tê dại không nghĩ ngợi nổi điều gì chẳng để ý đến máy bay chẳng nhìn gì đến những người chạy bom chạy đạn từ thị xã không ngừng đổ ra gồng gánh dắt díu bồng bế khiên cán những cảnh khốn khổ những cảnh thương tâm hai đứa cũng như quyết một mực không nói gì với nhau không nhìn sang nhau, không nghĩ tới đói khác, mặc dù rất đói, rất khát. Về sau, trong những đêm ngày liên miên của chiến tranh, Kiên vẫn thường thấy lại ở mình và ở những người xung quanh những giờ phút dài dằng dặc chìm chết trong trạng thái mất hồn này. Một trạng thái như thể bị nhồi bông vào óc. Không sợ hãi, không phấn chấn, không vui, không buồn chẳng thiết gì, chẳng lo cũng chẳng mong gì. Một trạng thái ù lì, mụ mị, đánh đồng người khô người dại, người gan kẻ nhát, đánh đồng lính với quan, thậm chí đánh đồng thù với bạn. Cuộc sống, cõi chết, hạnh phúc, đau khổ. Lát sau nữa, lại một người nữa dừng lại. Một ông nhỏ thó, mặt chất, tuổi trung niên, cõng một bà to béo, chân bó bột, đầu ngoẹo một bên ngủ thiếp trên lưng của ông ta. Thấy chiếc phượng hoàng nằm chỏng chơ đấy, ông già dừng lại, ngắm nghía, nghĩ ngợi. Rồi non thấy Kiên và Phương đang ngồi ngây người ở đấy. Ông ta hỏi, chiếc xe có phải của hai người không? Và có bán không? Ông ta muốn mua. Phương chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn kiên cũng vậy. Ông nọ khéo léo dùng chân nâng chiếc xe đạp lên và thận trọng chuyển người đàn bà trên lưng ngồi sang cái đèo hàng. Người đàn bà tỉnh dậy, rên khe khẽ, bám tay giữ lấy hông của ông ta. Chiếc xe nghiêng ngã, người đàn ông nhỏ thó loạn choàng du chiếc xe đến bên hầm, lầm bà lầm bầm nói cái gì đó. Ông ta gỡ cái xà cột đeo ở ghi đông ra để xuống cạnh phương và móc mãi trong túi áo ra mấy đồng bạc gấp tư để lên trên cái xà cột. Và lại lúng búng mô rứa gì đấy bằng giọng nghệ. Chắc là cảm ơn hay bái biệt. Sau đấy loạn choạng ông ta chật vật lên yên. Một tay giữ bà vợ, một tay nắm ghi đông, lão đảo đạp đi. Đương nhiên là hết sức nực cười cái cảnh vừa diễn ra kỳ quặc và lẫn thẫn hoàn toàn khó tin. Tuy vậy, giờ đây kỳ quặc nhất hay bình thường nhất cũng thế cả thôi. Ra là y mua xe đạp đấy. Kiên uể oải nghĩ và uể oải nghĩ tới người chủ của chiếc xe, không biết lúc này xác còn nằm đấy hay đã được dọn đi. Bom thì vẫn đang trút xuống khu vực đó, rung rền, máy bay, cao xạ một ngày nóng nực đứng gió khô rác nghẹt thở kiên thản nhiên đút mấy đồng bạc vào túi áo nhấc chiếc xà cột lên và mở ra một chiếc bình tông ốc ách nước một phong lương khô ba 70 đèn pin cuốn sổ tay cái võng dù và một khẩu súng k 59 mươi phương liếc mắt nhìn nhanh sang dưới làng mi rợp Chúng mình ăn chút gì chứ nhỉ? Có cả nước đây này. Kiên nói. Phương trả lời dững dưng, không sinh khí. Vâng, ăn. Tùy. Kiên mở nắp bình tông, ngửa cổ tu một ngụm ngắn, rồi đưa cho Phương. Và anh bóc lương khô ra. Nước chè xanh pha đường, những thanh lương khô màu vàng đậm, thơm thơm bùi bùi, ngọt ngọt mặn mặn, tuyệt ngon. Tuy nhiên, Kiên cảm thấy bất ngờ và đau đau thế nào ấy khi thấy Phương ăn uống bình thản, ngon lành như không. Anh cứ ngỡ rằng sau những chuyện đã xảy ra thì việc ăn uống sẽ chỉ là sự chẳng đừng mà thôi đối với Phương. Hơn nữa, đây là những thứ gần như là của hôi được, những thứ vơ vét ra từ máu me chết chóc. Lẽ dĩ nhiên, không cần phải nghĩ đến như thế. Vả chăng không phải kiên không muốn Phương ăn được, uống được, không muốn nàng tỉnh táo trở lại, bình tâm hơn và có sức lực sau tai biến. Nhưng mặt khác trong cử chỉ của Phương ngửa cổ tu những ngụm nước dài, trong cái cách nàng bẻ lương khô đưa lên miệng nhai nhom nhẽm. Kiên nhận thấy có một vẻ gì ở ngoài sự đói, sự khác, sự vất vả cực nhọc sự chịu đựng đau đớn và căng thẳng không thường. xong cái vẻ đó thực sự là cái vẻ thế nào thì kiên cũng không biết nữa. anh chỉ cảm thấy sửng sốt và buồn và thương xót lẫn với cảm giác khó chịu mỗi lúc một đanh lại. kiên ăn uống có vẻ như nhỏ nhẹ so với phương và thực ra là anh chẳng ăn gì mấy. chỉ nhìn phương bàn hoàng. Tuần như đến bây giờ anh mới thực sự nhìn thấy dáng phóc bị tàn phá của nàng. Trong khi quần áo của Kiên chỉ bị sọc sệt, soạt rách vài chỗ, lem nhem đất cát tro than, thì bộ đồ phương mặt như bị xé, rách nát đứt toan, phơi ra hết da thịt trắng muốt thâm bầm, xây xác, rớm máu. Mặt sạm khói, môi sưng, cặp mắt dài dại, và một bên chân máu vẫn chảy. Không nhiều như lúc ở trên toa, nhưng vẫn chảy. Khi Phương đổi tư thế ngồi, duỗi chân ra trên mặt cỏ hơi dốc xuôi xuống, thì từ đùi non một vệt máu nhỏ đỏ lòm liền trường dọc qua đầu gối. Kiên lại giật mình, rồi lại phải nhớ tới không phải Phương bị thương, và trí nhớ ùa tới rối bời. Phương ăn nốt đi, Kiên bảo khi thấy nàng để lại nửa phong lưng khô không ăn nữa, xoa xoa hai bàn tay, phủi phủi vụn bánh. Ăn cho lại sức. Từ giờ đến lúc kiếm được cách quay ra Hà Nội, còn vất vả đấy. Phương lắc đầu, mắt nhìn xuống. Định bảo Phương lau vết máu đi, bởi để thế non sợ quá. Nhưng Kiên nén lại. Một cái gì đã mất đi, một cái gì đã thay đổi giữa hai đứa rõ ràng và trầm trọng mà không thể nói thành lời. Và ngay cả những gì còn lại của tình thương yêu chan chứa bao năm qua, cũng chỉ còn một cách bộc lộ bằng sự im lặng, bằng việc để cho nhau được yên. Nhưng cũng không thể ngồi hóa đá thế này mãi. Cuối cùng, Kiên phải lên tiếng nói khẽ. Bây giờ ta đi vào trong cái xóm đằng kia, Phương cần một chỗ ngã lưng lại sức rồi ta tìm đường trở ra phương không nói gì mắt chẳng nhìn lên hững hờ trên cao trời đã vào trưa trở nên trong xanh và hầu như yên ắng bên kia đường qua một bãi trống rải rác lùm cây bụi là một đám cây cối có lẽ là vườn cây ăn quả đằng sau đó nổi lên mấy mái nhà tranh thâm thấp kiên nhắc lại ta đi nhé kia kìa không xa đâu phương cảm thấy có đủ sức đi không phương gật đầu ủ rũ kiên đưa tay mở cúc áo nói phương mặc tạm cái áo này của mình vào dù sao thì mắt ráo hoảnh ngẩng lên nhìn kiên phương nói khẽ nhưng giọng gay gắt dù sao cái gì dù sao à trông ghê tởm lắm phải không không đổi làm gì áo dù sao thì cũng không thể ghê tởm hơn được nữa mà kiên cũng đừng bận tâm làm gì việc của kiên là trở về đơn vị còn trở ra hay trở vào xin đừng lo kiên buông tay xuống không cởi áo nữa lúng túng nói cố lựa lời không phải thế hãy hiểu cho mình chúng mình không lo cho nhau thì ai lo còn về những chuyện đã xảy ra phương đừng bao giờ nghĩ tới nữa theo mình nhưng phương đã ngắt lời muốn coi như là đã chôn vùi đã quên đi được một cái gì thì trước hết là bản thân mình đừng một lời nào nhắc tới và cũng mong không bao giờ phải nghe ai nhắc tới nó cái giọng lý sự lạnh lùng quả đoán hầu như không tình nghĩa này cũng là chưa từng thấy ở phương kiên nghĩ và nhói đau trong lòng anh nặng nề đứng dậy ừ anh nói đưa tay xuống cho phương ta đi nhé vâng phương đáp trút một hơi thở dài nắm lấy bàn tay kiên uốn mình đứng lên hai đứa dắt nhau đi bóng co dưới chân buổi trưa đè triểu gái. Trong họ như thể hai cô hồn nhằm giữa trưa đi phơi nắng. Người qua lại trên đường không thể không nhìn họ, nhất là Phương. Một sắc mặt đẹp đến vậy, trẻ trung đến như thế, nhưng lem luốc, tàn hại rã rời và đầy bất cẩn. Một sự thác loạn ngưng thành nỗi thất vọng ủ ê. Trong kìa, một người nào đó la lên Thật đẹp đôi Lối mòn cắt qua bãi trống Rồi dẫn vào vườn cây Vườn hoang tàn, rạc nắng Mặt đất nham nhở những hố bom bi đã cũ Gió nóng hổi phờ phạt thổi Hình như không một bóng người Mấy cái mái nhà tranh Mà từ ngoài đường đá trông vào Kiên ngỡ là một xóm nhỏ Thực ra là một trường phổ thông nằm cách xa làng. Từ lâu ở đây có lẽ biệt bóng thầy trò. Sân trường cỏ mọc, ngang dọc các giao thông hào sụt lở. Các lớp học như thể công sự pháo, nền ẩm, bốn bề ụ đất cao quá đầu. Kiên và Phương theo lối giao thông hào đi vào bên trong một lớp học. Bàn ghế còn lại chẳng bao nhiêu, lăn lóc chỏng chơ bục giáo viên trơ trùi bản đen rơi úp mặt dưới nền ở giữa nhà có một đống tro than lẫn với những mảnh gỗ chắc là chẻ từ các chân bàn mái tranh thủng nát làm cho bên trong lớp học cũng sáng gần như ngoài sân cảnh tượng tan hoang khiến kiên não lòng khung cảnh trường lớp đối với anh dẫu sao cũng vẫn còn quá gần gũi trường sở gì mà thành ra thế này? Anh khẽ than, phá phách quá đáng thật. Người ta chẳng còn biết tôn trọng gì cuộc sống nữa hay sao? Chắc là có quân lính tạc qua, lính tráng ấy mà. Chiến tranh mà. Chiến tranh thì có chừa bất kỳ một cái gì mà nó không ngấu nghiến và không chà đạp. Phương nói, kiểu triết lý mà về sau người đời hay nói nhưng hồi đó kiên xa sầm muốn vặt nhưng nín nhịn và bàng hoàng anh nhận thấy mặc dầu nói vậy nhưng vẻ mặt phương hết sức hững hờ cái nhìn trống rỗng dữ dưng bất giác kiên sợ rằng phương ốm hay đột nhiên bị đứt gãy thế nào đó trong thần kinh hay chăng và không nghĩ tới việc cần đi tiếp tới nơi có nhà cửa dân cư đàng hoàng nào nữa anh vội soạn chỗ cho Phương nằm nghỉ. Ở đây vắng vẻ, cũng có cái tiện là không bị hỏi han dòm giỏ lôi thôi. Lại sẵn hầm hố. Chọn mấy cái ghế băng còn vững chân và xanh sạch. Kiên khẽ áp lại thành tấm phản tạm tạm. Nằm xuống đây, chợp mắt đi Phương. Em... Phương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Anh cũng ngủ chứ? Ừ Thế còn cái võng trong sắt sao không mắc lên Có lẽ không nên Kiên nói khẽ Của người ta Mà người đó không chừng chết rồi Của người chết à Thế nhưng Thực ra thì chúng mình có còn ra cái gì Có còn cái gì nữa đâu mà E một cái gì Thôi Kiên nhăn mặt phẩy tay Chẳng cần phải nói như thế nhưng không mắc võng thì anh nằm đâu phải nằm đây cạnh em anh không ghê sao một cách máy móc kiên lắc đầu vâng vậy thì phương thở dài ngã mình nằm xuống tay gối đầu và nghiêng người dành chỗ cho kiên nhưng kiên vẫn ngồi đờ đẫn giá kể mà quanh đây có nước phương thì thầm nắm nhẹ lấy tay kiên thì có lẽ em nên đi tắm đi cái đã đúng không có thể có đấy để anh đi xem xem nhưng phương cứ ngủ đi không đừng mặc em là em nói thế thôi là em nói giá trước khi chia tay ngủ bên nhau lần cuối mà em dễ coi hơn thì hơn chứ thật ra dẫu có tắm có lột bỏ da thịt ra thì cũng chẳng khác được nào đời là thế cái số đã định rồi phương nói những gì gì đấy mình chẳng hiểu ra sao cả có lẽ đừng nên nói vậy mà tại sao lại chia tay tại sao lần cuối là cái gì thì làm thế nào mà biết trước mà nói chắc có thể thế có thể không thế có những điều phải biết chắc chắn có nhiều điều như thế phải biết tự khẳng định kiên lầu bầu Vì đây không còn là như ở nhà Đây là chiến trường Là cuộc chiến đấu Phải có niềm tin Thì anh cứ đi chiến đấu chứ sao Mà em đi chuyến này Thoạt tiên là để tiễn anh đi chiến trường đấy chứ Đúng không Thoạt tiên Còn sau đó thì sao Trời Sau đó anh còn phải hỏi hả Kiên Mà thôi nhắc làm gì sự nó phải thế. Còn tiếp sau đây thì ai mà biết trước nó thế nào? Sao Phương lại có thể nói như thế? Kiên buồn bã kêu lên. Mình rất đau là đã đưa Phương đến những nông nổi vừa qua. Nhưng cũng có bao nhiêu là cái tình cờ không may xuôi khiến, xô đẩy. Mà bom đạn thì chúng mình đều không lường được là đến mức như thế nhưng dù sao chúng mình cũng đã ra được đến đây có nghĩa là mọi sự rồi sẽ ổn thỏa sẽ kiếm được cách để phương quay về hà nội mọi việc rồi sẽ bình thường sẽ như cũ tại sao lại bi quan bởi vì gì đâu nếu không cẩn thận là sẽ đâm ra tự mình hạ thấp mình như cũ à nghĩa là mặt trời sẽ mọc ở đằng tây à mà thôi kia à. Chúng mình đừng trò chuyện lý sự như trẻ con thế này nữa. Mặc dù chúng mình là hai đứa trẻ con thật đấy, nhưng sẽ không thể ổn thỏa để là trẻ con được nữa rồi. Anh không thấy thế à? Không, chúng mình không phải là trẻ con. Chính Phương, Phương còn nói Phương là vợ mình mà, nhớ không? Chúng mình không còn là trẻ con, nhưng cũng không gì ngăn chúng mình nhất là phương không được như cũ được ôi ngủ đi chứ em buồn ngủ quá rồi đừng nghĩ ngợi nữa chúng mình không có lỗi chẳng ai có lỗi cả chúng mình sinh ra trong trắng từ thời thơ ấu lớn lên trong trắng biết bao yêu nhau như thế em yêu anh và anh cũng vậy tốt đẹp và trong trắng ước mơ hy vọng mẹ em như thế cha anh như thế một cuộc đời đẹp đẽ biết nhường nào và em là vợ anh chứ sao nhưng đó là số phận trước đây còn bây giờ là một số phận khác chúng mình đã chọn nó chọn mà không hiểu và gọi là chọn chứ kỳ thực là không thể tránh được quên hôm qua đi cũng đừng lo lắng ngày mai biết thế nào được mà lo càng không nên dằn vặt đau khổ để làm gì nghe em đi ngủ đi đừng nghĩ nghĩ làm gì đằng nào thì anh cũng thành ra thế mà em thì thành ra thế này mất rồi phương bỏ lững lời nói bàn tay lỏng rời khỏi tay kiên và im lặng nàng lả thiếp đi kiên ngồi sững nhìn phương ngủ anh thì thành ra thế mà em thì cũng thế này mất rồi. Phương thừa nhận sự khái quát tâm tối và lầm lạc ấy như thể cúi đầu trước chân lý. Kiên cắn răng lại, bất lực và phẫn nộ. Anh nghĩ có lẽ do sớm quỳ gối trước cái gọi là số phận mới mẻ, mà giờ đây Phương đã lại hồn, đã lấy lại được thăng bằng, bình tĩnh và điềm nhiên quét sạch đi niềm đau khổ lạnh lùng chôn vùi những gì của hôm qua mà nàng ca ngợi cái gọi là trong trắng và tốt đẹp mà như thế tức là hết kiên nghĩ và anh biết mình sẽ bỏ rơi phương sẽ mặc kệ số kiếp nàng trước mắt anh phương như chuyển thành đối lập với chính nàng như trắng lật sang đen và vậy ấy sau những điều đã xảy ra. Trong cảnh ngộ thế này, sau khi đã nói những lời như vừa nãy, bây giờ non nàng ngủ mới ngon lành làm sao? Rách rưới, hở hang, lấm lem và động máu, nhưng đồng thời cũng hết sức mềm mại, mịn màng, tròn trĩnh và trắng muốt. Phương nằm nghiêng, chừa chỗ cho anh, nhưng dần dần như thể thấy lạnh, nàng co hai đầu gối lên. Cái thế ngủ, thế nằm của trẻ con, đầu gối sát ngực. Chẳng những vì quá buồn ngủ mà hẳn rằng lúc này Phương hoàn toàn chẳng còn thiết gì nữa. Tuyệt đối buông thả, tuyệt đối không còn biết sợ là gì nữa. Kiên nghĩ. Trù trừ một lúc, rồi anh luồn tay dưới gáy Phương, nâng nhẹ người nàng lên sẽ lột cái áo lụa cọc tay rách rã lột trần trái đang lau sạch mặt lau cổ lau khắp mình mẩy của phương anh lột nốt cả cái quần lụa chùi vết máu trên đùi cho phương thở dốc run rẩy anh mặc quần áo của mình vào cho phương rồi anh mắt võng nằm cứ nghĩ rằng sẽ chẳng tài nào chợp mắt được vậy mà rốt cuộc kiên ngủ liệp một giấc ngủ nặng nề, vùi dập, ly bì. Tỉnh dậy thì chiều rồi, không thấy Phương nằm đấy. Chiếc áo ban trưa mặc vào cho nàng giờ đắp lên trên ngực anh. Quần dài và xà cột thì kê dưới gáy. Ngồi dậy, kiên ngạc nhiên ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá. Và lạ lùng, mới quần áo rách nát của Phương anh đã vo tròn để cuối phản, vẫn thấy đấy. Dưới nền đất, anh thấy mấy đầu mẫu thuốc lá. Mặc lại quần áo ngoài, lấy khẩu súng lục trong xà cột đút vào túi. Kiên lầm lì ra khỏi lớp học. Trong bóng nắng, đã khoảng 4 giờ. Kiên đi quanh trường tìm kỹ, nhưng không gọi. Ở mấy lớp học khác, anh thấy có nhiều võng chăn ngang dọc. Phần đông đám bộ đội đang ngủ. Một số ngồi tụ lại đánh bài Kiên theo con đường lúc trưa trở ra bãi đất trống, nhìn lên con đường đá chỗ căn hầm hai đứa trú khi sáng. Tình không thấy bóng phương đâu cả. Giấc ngủ quá dài, làm đờ đầu óc, kiệt mất khả năng xét đoán, phản ứng. Thậm chí Kiên không cảm nhận hết nỗi lo lắng đang dồn thúc trong lòng. Uệ oải, anh đi lùng vào vườn cây bao quanh khu trường. Hóa ra vườn khá rộng, như một cánh rừng thưa, đôi chỗ râm mát, vắng lặng. Chẳng có gì ngoài tiếng gió lao xào khua trên lá, tiếng chim hót ngập ngừng, tiếng chân kiên bước và hai chiếc xe tải trùm kín ngụy trang đậu lập lờ dưới vòng mát của một cây si già nua. Khi qua hai chiếc xe ấy, không hiểu nguyên do làm sao, tự dưng tim đập thình thịch. Kiên lên tiếng gọi Phương chẳng có cả tiếng vọng. Đi thêm một đoạn nữa thì phải dừng lại. Phía bên này của khu vườn tiếp giáp với một cái đầm lớn. Chắc là sâu vì nước rất trong. Bên kia đầm là đường nhựa lớn, có lẽ là đường một. Kiên thận thờ đứng nhìn rất lâu mặt nước trong lăng tăng sóng. Không buồn vóc nước rửa mặt, anh quay trở về khu trường rồi mong manh một tia hy vọng kiên chạy nhanh về lớp vô vọng chẳng có ai trong lớp bóng tối mập mờ mũi như trấu mấy cái ghế mớ quần áo nát bét lấm máu chiếc võng thôi thì cũng đành phương bỏ đi âu cũng là giải pháp cho hoàn cảnh này kiên nghĩ bây giờ mình chỉ việc vào trong thị tới trình diện tỉnh đội nằm vật xuống võng nhưng lại ngồi ngay dậy một ý nghĩ cầu may anh bước ra ngoài đi sang lớp học cạnh đấy võng ba lô súng ngắn xà cột có vẻ toàn là sĩ quan người đang nằm khển người thì đánh bài kiên ngập ngừng ngần ngại ấp úng hỏi thăm ngồi trên tấm ni lông trải trên nền giữa hội tú lơ khơ một người mặc rỗ chằng râu cầm tua tủa hạ bài xuống ngẩng lên nhìn kiên vẻ ngần ngừ nghĩ ngợi ho húng hắn rồi bảo người yêu à vậy à một ả rất được phải không nói nghiêm chỉnh là rất kháu hả cổ cao trắng mặt rất là hả dáng đi đung đưa uống lượng rất bổ con mắt đúng à báo cáo thủ trưởng vâng ạ à. nhưng nó tắm ngoài đầm ấy tớ thấy dạ kiên giật bắn mình ngoài đầm à ừ ngoài đầm mà sao mặt dại ra thế à nó không chết đuối đâu tớ thấy nó tắm xong rồi đi lên rồi với lại lâu rồi từ trưa cơ mà sao từ đó đến giờ cậu vẫn chưa gặp lại à gặp thế đếch nào được một người từ trên võng ngồi dậy trần trục dáng như đô vật giọng ồm ồm bởi vì rằng nó đang đú ở chỗ bọn xế đoàn tám ấy hiểu chưa thế ạ à, tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên là cái gì đúng là dân tiểu tư sản cả thộn vào lính rồi thì bỏ cái lối thẻo thược đấy đi vâng kiên lúng búng vâng tuy nhiên lại tuy nhiên Tay nọ đứng dậy Cao lớn lừng lửng Nhưng cậu là loại lính gì lạ nhỉ Giữa lúc thế này Mà có thì giờ đau khổ với tình cơ ấy Cao xạ hàm rồng à Hay là chân đào ngủ thế Kìa Sao lại dồn cậu ấy thế anh Phúc Người rỗ mặt vội nói Còn cậu Người chiến binh can trường lên chứ hả Có việc quái gì đâu con ấy có thể là đang ở chỗ mấy thằng giặt lái thật. Nhưng đã làm sao? Chúng nó giấu xe bên đầm đằng sau kia kìa. Hai chiếc gác 57 của công ty 8, dưới gốc si ấy. Gốc si à? Kiên nhật nhạt, nói lý nhí. Nhưng khi nãy em có qua đấy, có thấy ai đâu à? Nếu chúng với con ấy đang trên thùng xe thì cậu thấy thế chó nào được? Tay đồ vật cười gằn còn ấy cũng hạng táo gan Rõ ràng dân thành phố thị xã Đúng không? Mà em còn gọi nữa Nhưng không thấy thưa Có khi không phải Không thấy thưa à? Thằng cha vạm vỡ tên là Phúc Dài giọng ra Văn một câu rõ tục Y nói ồm ồm Tớ như cậu thì gí vào Ngon mắt thì ngon mắt thật Nhưng loại đĩ thập thành ấy Cho không tớ cũng lẳng lặng kiên cắt lời y bằng một tống vỡ mồm vào hàm rồi giật lùi khẩu súng k năm mươi chín trong túi quần ra cả hội bài chết lặng kiên lên đạn và tự dưng trở nên bình tĩnh không run một chút nào thẳng thừng chĩa họng súng vào ngực phúc anh là hạng vừa ngu vừa đểu thủ trưởng ạ à? thật đấy nói đoạn kiên hạ mũi súng xuống và quay đi, bước ra ngoài. Không ai đuổi theo, không ai quát lên. Tưởng như chẳng có chuyện gì xảy ra, tuồng như ngay sau đấy, ván bài tiếp tục. Kiên đi ra khỏi sân trường, đầu cúi gầm, chẳng nhìn đường, chẳng nhìn hướng. Đầu óc như chìm trong bóng tối. Đến khi hai chiếc gác đậu im liềm dưới vòng cây si hiện lên ngay trước mắt, kiên mới sững sờ đứng lại anh không hề chủ định lần tới đây bây giờ cũng không muốn đi tới đây chẳng muốn nhìn thấy một điều gì chẳng cần gì ở đó hết song đôi chân lại cứ bước tới và mặc dù hoàn toàn ý thức được rõ mồn một cái nhục nhã khốn khổ của hành động nhưng không tự ngăn nổi kiên vẫn cứ lén lút nhìn vào cabin nhìn vào thùng xe. Chẳng có ai ở chiếc thứ nhất. Ở buồng lái chiếc sau cùng cũng chẳng thấy ma nào. Khẩu súng đã lên đạn vẫn nắm trong tay. Kiên vén bạc nhìn vào thùng xe. Một thứ mùi nặng nặng, nửa tiệc tùng, lẫn lộn hơi bia, hơi rượu, hơi thức ăn thừa mứa, khói thuốc, mồ hôi và tiếng ngáy khò khè khọt khẹt tiếng đài bán dẫn lè nhè hát tiếng ú ớ ba bốn tay quần đùi may nằm sấp nằm ngửa chật hết cả thùng xe gác chân lên nhau ngủ kền ngủ càng kiên nhảy xuống đất lão đảo chạy đi ruột cồn lên oẹ khang không hiểu vì cái mùi tẩm lợm của cuộc nhậu nhẹt đã tàn hay bởi sự ghê tởm mà kiên đâm buồn nôn anh chạy loạn choạng vấp víu, cốt cho thật xa chiếc xe. Trên đầu, tiếng máy bay rền rền, cao xạ tới tấp bắc Chim trong vườn tan tác bay. Kiên dừng lại ở bờ đầm, giữa một lùm cây rậm rạp, cao lúc đầu. Trên cao, trên bầu trời hồng đực chiều tà, đàn phản lực Mỹ đang ào tới, đông vô kể, như một trận cuồng phong sắt thép đen ngòm chạm phải lưới đạn phòng không bắn chặn dữ dội. Chúng gầm lên kinh khủng và không nhổ bào, bay bằng ở độ cao trên dưới ba ngàn thước. Trong hình một bàn tay khổng lồ xòe ra, chúng cùng một lúc nhất loạt ào ào buông bom. Biết rằng núi bom ngập trời kia sẽ chụp xuống cách khá xa khu vực này, song khối lượng hủy diệt giả mang không thể tưởng tượng được, vẫn buộc kiên phải ngã rạp người anh trông thấy phương đúng vào giây lát đó khi những vòng lửa hình xin nhấc bỗng mạn trời trước mặt và khi từng luồng sóng nổ rùng rợn xô đổ cảnh chiều hôm bên trái lùm cây cách chỗ kiên không đầy chục bước trên một mỏm đá đen bóng như sơn mài nổi nhô lên trên mặt nước sát ngay bờ phương của anh hoàn toàn khỏa thân đang tắm và mặc dù đang quỳ vóc dáng trắng muốt của phương vẫn lồ lộ bởi vì đằng trước thì thông thống một đầm trải rộng còn sau lưng chỉ toàn một bờ cỏ thâm thấp với vài lùm cây thưa thớt mọc làm vì phương ngước nhìn máy bay nhìn trận mưa bom những cột lửa và những cồn khói sánh đặc bốc dựng lên song hầu như chẳng mảy may hoảng sợ chỉ nhìn rồi không nhìn nữa không để ý nữa đàng hoàng bình thản tiếp tục tắm táp quỳ hai đầu gối nàng vụt nước bằng một chiếc mũ cối dội ào lên vai rồi hơi ngửa cổ ưỡn người ra xối lên ngực kiên bậm môi để khỏi buộc miệng gọi lầm lì theo dõi sự lõa lồ phô phan bất chấp đời của phương cực kỳ ung dung Phương đứng thẳng, tuyệt mỹ, ước ác, đưa tay lên sửa tóc. Ngó một thoáng theo hướng những anh tạc cơ đang bay khuất dạng. Rồi nhẹ nhàng như múa, xoay lưng lại, uyển chuyển bước lên bờ. Không buồn nhìn ngó xung quanh, nhặt tấm khăn bông màu lá cây nằm dưới cỏ lên. Phương kỹ càng lau khô mình mẩy. Từ trong lùm cây rậm rạp Kiên dán mắt nhìn chầm chậm vào từng nét rõ mồn một của cơ thể Phương. Từng cử động, từng biểu hiện của da thịt Phương. Một cái nhìn xấu xa đã đành, lại kỳ quái, vừa nóng rực, bấn loạn và cuồng náo. Nhưng đồng thời cũng là cái nhìn bạc bẽo, khắc nghiệt, một sự quan sát rắn như đanh. Nhìn Phương uống éo cặp mông, vặn vẹo đôi vai, để vận vào người hai mảnh đồ lót rồi một bộ cánh khá diện phủ ngoài kiên cắn răng lại thì ra những tai họa giáng xuống đời hai đứa đối với phương có vẻ không hề là tai họa kiên nghĩ trái lại dường như nàng chỉ coi đó là những yếu tố mới trong cuộc sống mà nàng sẵn sàng đón nhận và thích nghi thậm chí khá hài lòng và kiên đã đi đến chỗ tin rằng sự trong trắng vẽ kiều diễm có tính chất bản năng cùng với thiên hướng hoàn mỹ bẩm sinh của phương giờ đây đã hoàn toàn mất đi nhưng mất đi không phải do hoàn cảnh giằng xé mà do chính phương đã tự mình rũ tuột hầu như không chút nuối tiếc nàng nhập cuộc đời mới với thái độ điềm nhiên khinh nhờn và thờ ơ lãnh đạm Giống hệt như cái cách vừa mới đây, nàng ung dung, biểu diễn tấm thân trần truồng, phô phan nỗi khổ nhục, ra giữa trời nước quan quẻ. Một cách vô phương cứu vãn, từ một người bạn gái tươi đẹp, bừng sáng vẽ thanh tân từ tâm hồn, luôn luôn tha thiết, luôn luôn đầm thắm. Phương của anh, kiên nghĩ, trong phút chốc biến thành một người đàn bà khác hẳn siết bao xa lạ đối với anh. Một người đàn bà từng trải đã gạt bỏ mọi ảo tưởng và đã tan biến niềm hy vọng, lạnh nhạt vô tình, dững dưng với tất thảy, với bản thân nàng, với anh, với quá khứ, với cảnh ngộ tan thương đau khổ của mọi người, của đất nước. Nặng nề, kiên đưa mắt nhìn vuốt theo mãi, dáng đi thông dong uyển chuyển, đung đưa toàn thân của Phương cho tới lúc bóng nàng khuất hẳn nỗi thất vọng đau đớn tràn ngập lòng anh kiên biết hai đứa sẽ không được gặp lại nhau nữa từ đây bởi anh đã nhất quyết bỏ rơi nàng có thể rồi từ đây phương sẽ tha thứ cho anh mọi chuyện từ chuyện anh đã lôi nàng vào cuộc phiêu lưu liều lĩnh chuyện anh đã trở thành tàn bạo hung dữ trở thành kẻ sát nhân ngay trước mắt nàng đến sự ruồng rẫy lạnh lùng này. Phương sẽ tha thứ hết, bởi bản tính nàng như vậy, kiên biết. Nhưng anh, anh sẽ không đời nào tha thứ cho Phương. Kiên ngồi bất động, mạng xa phía bên kia đầm, bức thành khói vẫn lừng lửng bốc cao và quánh lại. Chiều không một phẩy gió, lặng lờ, mệt lã. Một ngày kinh khủng đã im tiếng nhưng âm thầm cảm giác ngấm đau từ từ kiên nâng khẩu súng lên nhìn chăm chú cái họng đen ngòm sầu thảm của nó anh đặt ngón tay lên vòng cò căng cứng bởi vì duyên do nào mà dù thế nào đi nữa cuộc sống vẫn cứ tốt hơn là cái chết và tại sao mặc dù chẳng mấy rung tay khi dán những trận đòn trí mạng lên thân thể và lên cuộc đời của người khác còn nếu phải tự hướng vào mình một hành động bạo lực quyết liệt thì con người lại run rẩy và nói chung lại là không dám tuy rằng cũng thế cả thôi hồng súng sát sống mũi ngón tay rít trên vòng cò kiên nhắm mắt lại lòng phân vân tự hỏi thốt nhiên từ đâu đấy dường như rất xa vang lên một tiếng kêu dài gọi tên anh kiên giọng buồn và du dương vang vọng ảo não lan trên mặt nước kiên kiên giật súng giơ đẩy bắn viên đạn ở bầu nòng ra để súng xuống cỏ phương đã chạy tới mép đầm và đi sát qua chỗ anh xa dần kiên lấy chân hẫy khẩu súng xuống nước một tiếng như tiếng cá quẩy xung quanh cỏ cây bừa bộn, bốc mùi hăng nồng và ẩm hơn. Sương mù hòa cùng bóng tối, dâng lên. Kiến ơi! Tiếng gọi còn vẳng tới nhiều lần, làm anh phải ngồi nán lại một lúc lâu nữa trong lùm cây. Và rồi anh lặng lặng bỏ đi, chứ không rẽ qua khu trường học. Hoàng hôn đã lụi tàn, trời đổ tối hơi ẩm mịt mù khiến cho mặt đầm như rộng hơn và khu vườn thì dằn dịt rậm rạp hơn kiên mò một lối tắt qua vườn ra nhanh con đường đá dẫn về thị xã hồi gần trưa anh và phương chạy từ ga về đây trên con đường này bây giờ một mình anh cấm cúi sải bước chạy trốn khi về tới rìa thị xã bất chợt kiên lại nghe thấy không biết vọng từ hướng nào tới thiết tha yếu ớt tiếng phương gọi có lẽ vẫn tiếng gọi lúc ban chiều nhưng tiếng gọi đó không tắt mà cứ bay lang thang mãi trong thinh không đã tràn đầy những hình bóng của đêm khuya ngay tối đó kiên trình diện ở tỉnh đội hôm sau cùng một toán lính thu dung anh hành quân vào nông cống nhập trạm giao liên từ đấy mặc tin phương, cho đến ngày gặp lại nhau sau chiến tranh, song cũng không hoàn toàn như vậy. Lá thư đó, Kiên nhận được ở bên bờ sông Đắc Bờ Là, khi anh cùng trung đội trinh sát đang tận hưởng những ngày đầu tiên tương đối yên của thời hiệp định. Không phải thư từ miền Bắc, mà từ sư hai của mặt trận khu năm. Mình là Kỳ, còn gọi là Kỳ Tổ Ông Hiện nay là trợ lý trinh sát của ông chân. Lá thư được mở đầu như thế. Hồi sư hai, Uýnh thị xã Công Tung, Cánh trinh sát trung đoàn các ông, Có sang phối thuộc giúp chúng mình. Chuyện vừa trong năm, Nên ông hẳn nhớ, Nhưng bản thân mình, Thì ông chẳng nhớ được đâu. Cũng là dĩ nhiên thôi, Mình thì thoáng gặp là nhận ra ông ngay và mình cũng biết nếu nhắc lại thì ông cũng hiểu ra tức khắc mình là ai nhưng mấy lần gặp ông trong chiến dịch mình đều im phần vì quá độ ác liệt thất điên bác đảo như thế phần thấy ngần ngại chuyện qua đã lâu sự đã rồi kể lại không chừng làm ông khổ tâm ảnh hưởng tới chiến đấu nhưng quan sát thấy ông đã từng trải lắm là hạng trinh sát lão làng rồi tinh thần cứng cựa đủ đề kháng với mọi sự với lại giờ đây đã hòa bình có thể ôn chút chuyện cũ được rồi chăng về đến đồng bằng mình quyết định biên thư lên cho ông ngay thế này nhé kiên ạ à. ông còn nhớ chứ cái trường cấp hai hư nát bỏ phế gần thị xã thanh hóa sau khi xảy ra xô xát thư viết tiếp cả lũ chúng mình sững sờ hồi ấy tuy đã là cán bộ nhưng bọn mình còn sửa cả đã biết ăn nói xử sự, sự cho phải nhẽ đâu hối hận muốn chạy theo nói lại và khuyên giải nhưng ông lại có súng làm thế nào chả nhẽ bắn nhau lát sau hình như cũng không lâu lắm chính cô gái sang bên bọn mình hỏi xem có thấy ông đâu không. Lại giải thích không ra đâu vào đâu với cô bé, bọn mình đã làm cô ấy cuốn lên. Có dễ đến nửa đêm hôm ấy, cô bé vẫn tìm kiếm và gọi tên ông đến khẳng hơi. Mãi rồi, mình mới dỗ được cô ấy trở về lát. Bởi vì rõ ràng là ông đã bỏ đi rồi. Ông hành động như thế đúng hay sai thật khó định nhưng lỗi của bọn mình thì quả là nặng nề bởi vì trái với lời chúng mình khích bác ông cô gái của ông kia à chẳng những đẹp người mà tính nết lại rất dễ thương và rất yêu ông bọn mình còn ở lại ngôi trường ấy thêm một ngày và cô gái cũng thế cô chốt lại đấy chờ ông bọn mình đề nghị được giúp đỡ được đưa cô ra rừng thông và hứa sẽ tìm giúp một xe quân sự cho cô ra hà nội với những đồng hành đáng tin cậy nhất nhưng cô bé từ chối cô bảo sẽ tiếp tục đi sâu vào trong mình hỏi rồi sau đó cô bé đáp rằng cũng còn tùy mặc dù dĩ nhiên cô rất buồn bọn mình không nấn ná được tối hôm sau phải lên đường Cô gái thì vẫn ở lại ngôi trường hoang ấy. Đấy, chuyện như thế, chuyện cứ canh cánh trong lòng mình. Vì vậy, giữa lửa đạn, bảy năm trời sau, mình vẫn nhận ra ông. Và cũng do vậy mà mình biên thư này gửi ông. Nếu trước thư này, ông đã gặp cô ấy rồi thì thật tốt. Còn nếu như chưa gặp thì mong lá thư này có một tác dụng nào đó chiến tranh qua rồi hy vọng gặp lại người xưa chuyện cũ nhiều lên hãy tìm cô ấy kiên ạ nếu còn sống ở đời có những chuyện khi cần biết thì ta không biết không hiểu khi biết được hiểu được thì đã chẳng còn để làm gì nữa tuy thế biết được thì vẫn hơn là không lá thư của người đồng đội ấy làm ấm lòng kiên đã an ủi và động viên anh rất nhiều bằng niềm hy vọng kỳ lạ vào sự không thể nào mất được của cuộc sống đã qua tất cả những gì đã mất đi đều vẫn còn lại đó càng từng trải chiến tranh càng chứng kiến nhiều hơn sức mạnh hủy diệt sức mạnh biến tất cả thành tro bụi của nó kiên càng tin rằng chiến tranh không tiêu diệt được cái gì hết tất cả vẫn còn lại đó vẫn y nguyên cái xấu xa đã đành nhưng cái tốt đẹp cũng vẫn còn bản thân anh đã không thay đổi cho dù rõ ràng là đã trở nên hoàn toàn khác anh tin rằng phương của anh cũng vậy và nói chung tất cả mọi người tất cả những ai bị chiến tranh làm cho biến đổi họ vẫn mãi mãi là như họ trong quá khứ bất chấp chiến tranh kinh khủng bất chấp bạo tàn và ô nhục bất chấp sự rơm rác của những định kiến và những giáo điều gò khuôn cuộc sống của con người phương của anh vĩnh viễn trẻ trung vĩnh viễn ở ngoài thời gian vĩnh viễn bên ngoài mọi thời buổi vĩnh viễn nàng tuyệt đẹp đẹp không chung một nét với bất kỳ kiểu người đẹp nào mà đời từng được biết. Nàng như là thảo nguyên, vừa qua mùa mưa, lướt vào mùa gió, cuồn cuộn sóng cỏ xô bờ, rợp trời hoa cúc tơ hồng bay. Nàng xinh đẹp, mê dại và bất kham, hấp dẫn đến liệm người, bởi sắc đẹp kỳ ảo và khôn lường, đẹp một cách đau lòng, đẹp như thể một sắc đẹp bị chấn thương, như thể một sắc đẹp lâm nguy mấp mé bên bờ vực rất nhiều năm về sau này trong một đêm chìm đắm vào những thất vọng khô cằn kiên mơ thấy đời mình hóa thân thành một dòng sông trôi chảy trước mặt để đưa anh về vùng chết thì đúng giây phút cuối cùng sắp buông rơi mình kiên lại chợt nghe thấy tiếng gọi của phương từ buổi hoàng hôn cay đắng năm xưa cất lên kêu gọi và lay thức anh Tiếng gọi cuối cùng ấy của mối tình đầu cũng đồng thời là vang âm đã nhập tâm vào một cuộc đời hạnh phúc. Một tương lai tươi sáng mặc dù đã bị bỏ lỡ, đã bị buông rơi, nhưng không hề mất đi, mãi mãi còn đó, chờ đợi anh trên đường quá khứ. xảy ra vô tận trước mắt anh 40 năm đã qua của cuộc đời Kỷ niệm Vô vàng kỷ niệm vẫy gọi Và thôi thúc anh tiến bước trên đường Dĩ vãng không điểm tận cùng Và dĩ vãng là vĩnh viễn thủy chung Với tình bạn Tình anh em Tình đồng chí Và nói chung Bất diệt những tình người mãi mãi anh bị cuốn hút về những đống lửa trong không gian trải đến cuối chân trời quá khứ. Những đống lửa chiến tranh đầu tiên trong đời, vệt sáng của cuộc phiêu lưu đầu tiên, và cũng là tia sáng của tình yêu rọi lên từ đáy xa sâu thẳm thời thơ ấu.